Sáng ngày 27 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, đêm 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 10, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một khu lán trại dành cho công nhân xây dựng tại khu công nghiệp Quang Châu ở huyện Việt Yên. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 24 giờ ngày 26 tháng 10. Thời điểm đó, các công nhân đang ngủ thì lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng bao trùm khu lán trại. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Việt Yên và đồn Công an Quang Châu tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 2 giờ chữa cháy, tới rạng sáng nay, vụ hỏa hoạn đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi 4 nhà tạm, làm bằng khung sắt, lợp mái tôn, diện tích khoảng 1.600m², một số xe máy và vật dụng sinh hoạt của công nhân. Vụ cháy đã làm một công nhân tử vong,